đáp án rồi. Ừ nha. À, cua. À, à, khoan. Cua. Em hiểu không? Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Từ từ. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Chết, chết, chết. Ở đây hai cái phương trình này là chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta dễ làm nhất. Hai cua cộng một cá bằng 14, mà cua trừ ba cá lại bằng không. Ủa? Vậy cá là gì? Cá là... Vậy cá là... Ô, ô. Chú ơi, chú không làm được rồi chú. Con làm được chưa? Rồi, con làm được đáp án chưa? Rồi. Rồi bây giờ nhiệm vụ của con là từ đáp án con hãy suy ra coi là nguyên liệu nào lớn nhất và nguyên liệu nào nhỏ nhất. Chú Khánh ơi, con xong rồi chú Khánh ơi. Rồi mời con làm đi con ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ờ, cái này mà thua chắc măng nhục lắm đó trời. Cuộc thi toán cấp quốc gia. Trời. Thi văn cấp thành phố. Trời. Thi múa cấp tỉnh. Cá nhỏ nhất. Không sao đâu, tiếng hôm nay không biết luôn nè. Trời ơi, được quá. Cái mình vô mình cũng không nổi đâu. Thiệt, mấy cái kiến thức này bây giờ tôi không nhớ đâu. Chị ra phần này là chị bỏ tay rồi đấy. Chắc chưa, không có copy bài bạn nha. Không copy đâu, người ta xong nãy giờ rồi. À, bây giờ là tôi thấy hai bên là hai đáp án khác nhau rồi đó. Đã. Một bên là tôm lớn nhất, một bên là cua lớn nhất. Khoan chờ xíu chú, để con coi lại tí chú. Cố lên Minh Quân ơi. Còn 10 giây nha mọi người ơi. Chú ơi, con chốt rồi chú ơi. Không biết cái nào được. Chốt đáp án chưa? Chốt đáp án. Con chốt đáp án chưa? Hết chưa? Trời, chưa kịp tính luôn á. Và hai đội đã cho chúng tôi hai đáp án vô cùng khác nhau. Có điểm chung là các bạn đều chọn con cá là cái phương án nhỏ nhất. Ngoài ra tôm và cua hai bạn khác nhau hoàn toàn. Anh đã tính ra được cái đáp án chính xác của từng con vật chưa? Theo như Tiến thì Tiến chưa tính ra được cái đáp án cụ thể của từng giá từng con. Nhưng mà theo Phương gọi là mình suy đoán logic thì một con cua trừ ba con cá bằng không. Mà hai con cua cộng cá bằng 14, mà ba con cá trừ con tôm bằng 1 thì ba con cá nó sẽ nhỉnh hơn con tôm. Ba con cá với mới trừ được con tôm bằng 1. Cái phương trình này thì em thấy không có sự tính toán nhiều trong đây. Giống như là anh ghi lại ba cái phương trình xong rồi anh đoán ra. Đúng rồi. Một sự đoán mò nhẹ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mình cũng phải logic. Logic, ok. Con ơi, ở bên kia chú Tiến không tính ra được đáp án, con có tính ra được đáp án không? Được chú. Giữ gì trời. Đâu cho coi coi. Trời đất. Theo đáp án của bé Quân thì sau khi tính thì cua ra giá trị là 6, cá là 2, tôm là 5. 2, 6, 5 à? Đâu để ta tính mát ra biết liền nè. Và như con tính thì cua đang ở vị trí cao nhất và thấp nhất là cá và chính giữa là tôm với giá trị là 5. Anh không cần phải tính đâu, tại tôi có máy chủ rồi. Đánh cho coi mình thua mình thắng không? Máy chủ ơi! Và với hai đáp án của hai đội thì cho tôi biết đội nào là đội giành chiến thắng được không à? Đội chiến thắng thử thách đây chính là đội Tí Hon. Hay trời. Đúng nha, thật ra là tính đúng nha. Nếu mà phương trình là cua trừ 2 cá cộng tôm bằng 7 thì cua ở đây là 6, trừ cho 2 cá. 2 cá ở đây là mỗi cá là 2, 2 cá là 4. 4. 6 trừ 4 là còn 2. 2, 2 cộng cho tôm. Tôm 5. Bắt buộc phải bằng 5 thì kết quả nó mới ra là 7. Bé tính rất là chính xác. À. Tuyệt vời, xin mời hai đội bước lên đây ạ. Lần đầu tiên tham gia với chương trình bé có hơi rụt rè, nhưng mà thật sự là ở ngoài rụt rè thôi chứ bên trong bé rất là bình tĩnh, rất là thông minh luôn. Hồi nãy tại sao con lại tính nhầm rất là nhiều lần như vậy trong khi đáp án con đã đúng rồi? Con sợ mình sai hả? Dạ. Bé rất là cẩn thận và có thể là những con số điểm của bé là do tính cẩn thận của bé đó. Có điểm rồi. Anh cũng rất là cẩn thận. Không, nhưng mà tại vì mình hồi xưa mình đi chợ mình ít trả giá lắm. Nó không liên quan tới trả giá anh, cái này liên quan tới chuyện đi học. Dạ. Nó không liên quan. Ý là bạn nói tôi không đi học. Không phải. Đúng rồi, trời ơi, mình đi học, anh em đi học quen lắm rồi. Đúng rồi. Nói chung là phần thi của con rất tốt. Yeah. Ok. Yeah. Và kết quả đầu tiên của phần thử thách thứ nhất, phần thắng nghiêng về đội Tí Hon. Cảm ơn hai đội về phần chào của mình ạ. À.